Hôm nay thì chúng tôi sẽ live stream về cái dịch vụ nâng độn mông bằng chất liệu túi độn. Túi Polytech của Đức các bạn này. Chúng ta cùng nhìn cái chất liệu độn này. Đây là cái chất liệu mà viện thẩm mỹ, chất liệu cao cấp mà viện thẩm mỹ quốc tế QC dùng để sử dụng vào cái dịch vụ độn mông cho khách hàng này. Chúng ta cùng nhìn chất liệu một chút nhé. Thì bạn khách hàng của chúng tôi ngày hôm nay thì tương đối là người của bạn này rất là gầy này. Cái phần hông thì nhỏ này. Mông thì như chúng ta có thể thấy ở góc độ như thế này thì rất là mông rất là nhỏ này bạn này. Khi mà bạn ấy nằm thẳng ra thì gần như là không có đường cong. Cái phần nhô lên này là rất là ít. Mông cực kỳ nhỏ luôn ạ. Với những cái tình trạng mà người mà cơ thể của chúng ta mà quá gầy hoặc là mông bị nhỏ như này thì tập thể dục thì nó cũng sẽ không cải thiện được. Nên là bạn ấy tìm tới với viện thẩm mỹ quốc tế QC và được các bác sĩ của chúng tôi tư vấn cho bạn ấy sử dụng dịch vụ là độn chất liệu nâng mông để cải thiện ngay lập tức vòng 3 luôn nhé. Và đây ạ, và hôm nay là đây là cái chất liệu mà bác sĩ dùng để cải thiện cho bạn ấy vòng 3 đấy. Chúng ta cùng nhìn một chút này, nó hơi khác chất liệu mực một tí nhé. Và đây là sau 60 phút thực hiện dịch vụ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả ngay sau khi mà đặt chất liệu này. Chúng ta có thể nhìn thấy cái sự khác biệt này. Trước và sau, ngay sau khi làm này. Đây, anh để này thì nó nhìn được. Chúng ta cùng nhìn thấy cái độ nhô này khi mà bạn ấy nằm thẳng nhé. Nằm thẳng này. Cùng một cái tư thế nằm thì hai cái đi. Mông có độ nhô hơn này. Có độ nhô, độ tròn này. Và trông chúng ta nhìn là nó có một cái mang một cái vẻ sexy hơn rất là nhiều đúng không ạ? Khi mà cái vòng 3 của chúng ta được đều nảy nở này thì khi mà vòng 3 của chúng ta được cải thiện tốt như này thì chúng ta rất là tự tin trong cái việc là mặc những cái bộ quần áo bó sát này, sẽ càng tôn lên cái vòng 2 của các bạn này. Ừ, cùng nhìn được kết quả ngay sau khi làm, hoàn toàn là không có cái sự sưng nề gì cả, rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Ngay trước và sau khi mà làm dịch vụ luôn, ngay trước thôi và sau, ngay sau khi làm. Chi phí của cái dịch vụ độn mông tại viện thẩm mỹ quốc tế QC đang được giảm giá từ 80 triệu còn 60 triệu trong tháng 9 các bạn nhé. Chúng ta sẽ được giảm giá trực tiếp 20 triệu trong tháng 9 ạ. Và riêng vào cái dịch vụ độn mông ạ. Và được sử dụng chất liệu cao cấp nhất hiện nay là chất liệu là túi Polytech của Đức nhé. Đây, mọi người có nhìn thấy sự thay đổi không ạ? Chúng ta nhìn cái góc độ khác này. Rồi nhìn này, cùng nhìn này. Thay đổi cùng một tư thế nằm mà cái vòng 3 của bạn này nó thay đổi hoàn toàn luôn ạ. Đây là kỹ thuật đặt túi chất liệu độn mông dưới cơ các bạn nhé. Đặt như thế này thì nó sẽ có cái tính ổn định lâu dài này. Và khi chúng ta hoạt động và chúng ta ngồi thì nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của túi độn cả. Các bạn có câu hỏi gì cho cái dịch vụ nâng mông không ạ?
ta cùng nhìn một chút này. Độ tròn này. Tròn trịa hơn rất là nhiều này. Rất nóng bỏng phải không ạ? Mặc những cái đi ra biển mà mặc bikini mà có cái vòng ba đẹp như thế này thì thật sự là rất tuyệt vời đó các bạn ạ. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Hiện nay thì cái nhu cầu về làm đẹp vòng ba cũng là nhu cầu làm đẹp rất là lớn của các bạn trẻ. Bởi vì thường là cái quá trình tăng giảm cân đột ngột nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái sự săn chắc của vòng ba đấy ạ. Thì với cái công nghệ làm đẹp hiện tại thì dùng chất liệu để đội mông nó là cái gần như là cái dịch vụ rất là an toàn, hồi phục nhanh và không có để lại biến chứng gì cả các bạn nhé. Chúng ta cùng nhìn cái độ nhô này. Đứng như thế này thì mọi người cùng nhìn được rõ cái sự mông rất là lét này. Này thì kể cả là eo các bạn có nhỏ ở trang nữa mà mông lét như thế này thì cũng không được đẹp hoàn hảo đâu ạ. Nhìn bạn khách hàng của chúng tôi hôm nay rất là gầy, chỉ có 45kg thôi nhưng mà bạn ấy vẫn quyết định sử dụng, lựa chọn cái dịch vụ nâng mông để cải thiện cái vòng ba quá là nhỏ của mình. Mà bạn ấy cũng có chia sẻ với bác sĩ rằng là tập thể dục rồi rất là nhiều rồi nhưng mà nó cũng không cải thiện được mấy. Đây ạ. Rất khả quan đúng không các bạn? Độ nhô này. Chúng ta cùng nhìn cái độ nhô này. Quay như này có cái độ nhô. Đây là khi bạn ấy nằm thẳng mà nó cái độ nhô nó còn được như thế này. Khi bạn ấy đứng là hoặc là mặc quần áo bó thì nhìn nó sẽ còn đẹp hơn nữa đấy ạ. Sau khi sử dụng cái dịch vụ nâng mông này thì chúng ta cũng cần chú ý một chút là cái yếu tố là phải mặc cái quần mà nó hơi chun hơi bó một chút để định hình cái chất liệu các bạn nhé. Mặc như thế trong vòng khoảng một tháng liên tục ạ. Cái quần nó phải có cái chun, quần phải chun chặt một chút. Vâng ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của chúng tôi nhé. Tôi sẽ kết thúc livestream tại đây để cho các bác sĩ hoàn thành nốt những cái công đoạn cuối cùng của phẫu thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào những livestream tiếp theo của Viện Thẩm mỹ Quốc tế QC nhé. Chào các bạn ạ.